thọ mạng được bao nhiêu. Đây cũng là điều chúng ta phải thường nghĩ đến. Trăm năm ngắn ngủi, vô thường nhanh chóng. Thân mạng con người chỉ trong hơi thở. Thở ra không thở vào đã trở thành người thiên cổ. Đây là điều mỗi người học Phật chúng ta cần phải cảnh giác. Chúng ta có thể sống ở thế gian này bao lâu? Đừng cho rằng còn trẻ, thọ mạng còn rất dài là giả. Lúc tôi còn trẻ chưa tiếp xúc đến Phật Pháp, đối với vấn đề này cảnh giác rất cao. Lúc trẻ xem báo chí, mỗi ngày đều xem tin tức. Tôi không coi trọng tin tức lắm. Tôi không giống với mọi người, cầm báo lên tôi xem mục nào đầu tiên, xem thông báo tin buồn, hôm nay ai đã ra đi. Xem trên báo đăng những tin buồn. Vậy thì rất nhiều người cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi tôi sao lại xem những thứ này. Tôi thấy người chết, có già có trẻ, nam nữ già trẻ đều có. Ba mươi bốn mươi tuổi đã ra đi, hai ba mươi tuổi đã ra đi. Cứ xem điều này có tâm cảnh giác, dần dần tôi cũng phải ra đi. Khi nào đến phiên tôi, ai cũng không dám nói. Đồng học, đồng sự, bạn tôi, có người cùng tuổi với tôi, có người lớn hơn tôi vài tuổi, cũng có người nhỏ hơn tôi vài tuổi, hiện nay đều không còn.